kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin mua sắm phương tiện quốc phòng bao giờ thì chọn chính nghĩa có những yếu tố ngẫu nhiên cho thấy việc phát lệnh truy nã đặc biệt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tiến bộ quốc tế IEC gọi tắt là IEC Group vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai không đơn giản chỉ là có vậy nhà báo Trần Trân đã bình luận và cho rằng mua sắm phương tiện quốc phòng bao giờ thì chọn chính nghĩa đây. Đây hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty IEC Group. Chủ sở của IEC Group bị phạm khám xét vào hôm 29 tháng 4 năm 2022 cùng với việc các quan chức hữu trách trong hệ thống bảo vệ thực thi pháp luật tại Việt Nam loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn. Chỉ hai ngày sau mùng 1 tháng 5, hết báo tiếng Anh của một tờ báo tại Israel có giới thiệu bài viết của Yossi Meman nhận định là bà Nhàn trở thành bị can mà cơ quan cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật tại Việt Nam muốn bắt giữ hoàn toàn không phải chỉ vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà thực ra là vì bà Nhàn giữ vai trò rất quan trọng trong các thương vụ mua bán trang bị thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Israel theo Harris, những thương vụ vừa kể trên đã trở thành một phần của cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bà Nhàn bị nhắm bắn vì thân cận với ông Phạm Minh Chính và ông Thủ tướng này thì đang đấu với ông Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an, vân vân. Nếu thử phối kiểm để xác định mức độ khả tín của những thông tin từ Harris thì sẽ dễ dàng tìm ra được chuyện rằng 9 ngày trước khi bà Nhàn được xác định là bà bị vây khám trụ sở của IAC Group, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ban thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 vì có liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty Vasuco tại 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Doanh nghiệp này có tên giao dịch là Vasuco và theo giới thiệu của chính Vasuco thì họ được là một đơn vị thuộc Cục Vật Tư của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vasuco là đơn vị thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm kiếm thông tin, đối chiếu nhu cầu, tiếp cận đối tác, thương lượng để mua sắm trang thiết bị phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam. Vào năm 1994, 3 năm sau khi thành lập, Vasuco tách ra khỏi cục vật tư trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài mua sắm và nhập cảng, Vasuco còn là đơn vị tổ chức quản lý, bảo quản, phân phối sản phẩm phục vụ quốc phòng, hàng hóa và dự trữ trong lĩnh vực quốc phòng, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất quốc phòng. Vasuco hiện có 21 đơn vị trực thuộc với 1.500 người và có cơ sở trên toàn đất nước Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Ngay sau khi Bộ Công an loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn vào ngày 19 tháng 4, Harris cho biết bà Nhàn đã rời Việt Nam và đang ở châu Âu, đó là vào ngày 1 tháng 5. 10 ngày sau, mùng 10 tháng 5, Bộ Công an mới thừa nhận rằng bà Nhàn đã bỏ trốn. Do vậy mới công bố lệnh truy nã đặc biệt và khuyến khích tất cả công dân tìm bắt người phụ nữ này để giao cho công an. Sở dĩ cần nêu ra những thắc mắc như thế bởi từng đã có những ý định và ý kiến cụ thể của những cá nhân cụ thể, những nguồn tin cụ thể với những số liệu cụ thể và những sự kiện cho thấy việc mua sắm trang thiết bị phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam rất đáng ngờ và đang được che đậy bằng nhãn bí mật quốc phòng. Đây là hình ảnh các tướng lĩnh quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng này. Sở dĩ các thương vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam thất bại vì các viên chức hữu trách trong lĩnh vực quốc phòng tại Việt Nam đòi lại quả có tới 25% tổng giá trị hợp đồng. Bởi luật pháp của Mỹ thì cấm lại quả cho nên các đối tác phía Mỹ phải từ chối đáp ứng. Cho dù chính quyền Việt Nam thường im lặng về chi tiêu cho quốc phòng cũng như các khoản phân bổ chi nhưng phân tích các số liệu thông thường và không thường xuyên của Bộ Tài chính. Dư luận có thể ước đoán chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đã tăng từ 4,9 tỷ đô la vào năm 2017 lên đến hơn 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, chiếm hơn 8% tổng chi tiêu của chính phủ. Chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam trong những năm gần đây chiếm hơn 2% GDP. Đầu thập niên 2010, chính quyền Việt Nam đã dùng tới 93% ngân sách quốc phòng để mua phương tiện quân sự của Nga, 6% để mua phương tiện quân sự của Ukraine và 1% để mua phương tiện quân sự của Romania, Israel tỷ lệ vừa kể đã và đang thay đổi khi Việt Nam mở rộng tìm kiếm đối tác ở Úc, Brazil, Bulgaria, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Nga, Singapore, Anh, Pháp và Mỹ. Và cái nhãn bí mật quốc gia vừa có thể giúp cho Bộ Quốc phòng tùy tiện định đoạn hoàn tiền lên tới vài tỷ đô la mỗi năm, vừa tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng phổi sạch trách nhiệm mỗi khi xảy ra những biến cố có dinh líu đến các thương vụ mua sắm phương tiện quốc phòng. Đây là hình ảnh Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009 với các hợp đồng mua 6 tàu ngầm Potec 636 hạng kilo trị giá tới 4 tỷ đô la cũng như 8 máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đô la. Tuy nhiên, do tính chất của các trang thiết bị vũ khí, phương tiện phục vụ quốc phòng, duy trì việc bí mật quốc gia thành khiên che chắn cho các thương viện mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng. Nó sẽ tạo ra giá rất đắt không chỉ về tiền mà còn về nhân mạng và độc lập chủ quyền quốc gia khi xứ sở gặp nguy biến. Những thông tin, hình ảnh và kết quả mà quân đội Nga đang gánh chịu trên chiến trường Ukraine đó là một ví dụ cụ thể. Có lẽ các viên chức hữu trách ở Việt Nam sẽ còn phải tiếp tục lặp đi lặp lại về chuyện trong đối ngoại sẽ không chọn bên mà chọn chính nghĩa. Thế còn trong đối nội, trong những chuyện dường như có liên quan giữa tổng công ty xuất nhập khẩu, tổng hợp vạn xuân của Bộ Quốc phòng, viết tắt là Vasuco và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nói riêng với thương vụ mua sắm phương tiện quốc phòng nói chung, họ sẽ chọn thứ gì? Chọn bên hay chọn chính nghĩa? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc phang một gậy vào Phạm Minh Chính ông chính lỡ ra sao? Sau hội nghị trung ương lần thứ năm thế lực được định hình lại nguyễn phú trọng vẫn sừng sững không hề lay chuyển tuy nhiên sau hội nghị thế và lực của ông nguyễn xuân phúc đã bị mất gần hết công lao trèo kéo tô lâm về phía mình để chiến giờ tô lâm cũng bỏ sang phe phạm minh chính vì thấy rằng nguyễn xuân phúc đã hết thời mới đây ông phạm minh chính lại công khai tân bốc ông nguyễn xuân dũng như một đòn mạnh giáng vào mặt ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc vốn là một nhân vật sát cánh cùng Nguyễn Tân Dũng suốt 10 năm, với 5 năm làm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ấy vậy mà vào cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng lại gần gũi với Phạm Minh Chính hơn cả. Thế mới là đầu Đây là hình ảnh kỳ phùng địch thủ Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc. Xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc không còn gì hầu hết những gì vốn thuộc về ông Phúc nay lại được thuộc về Phạm Minh Chính. Từ chức thủ tướng đến xếp và đến thuộc hạ giờ cũng ngả về theo Phạm Minh Chính. Xem ra Nguyễn Xuân Phúc khó mà nuốt nổi cục hận này. Vào ngày 25 tháng 5 tại Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có câu chất vấn sắc như dao cạo nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần nhìn thực chất rằng vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch. Đây là điều cực kỳ bất thường trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp. Sáng ngày 25 tháng 5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, quyết toán ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết xử lý nợ xấu. Phát biểu tại Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng doanh nghiệp và người dân cả nước còn khó khăn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc nhắm vào sai phạm của Phạm Minh Chính trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần nhìn thực chất rằng vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế, doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch. Đây là điều cực kỳ bất thường trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ do tác động của Covid-19. Khó khăn của doanh nghiệp là không thể bàn cãi khi nền kinh tế đang bị phong tỏa mà thực chất đó là gì? câu hỏi được đặt ra lĩnh vực thu ngân sách thuộc về chính phủ nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc đang trực tiếp phanh phui yếu kém của ông Phạm Minh Chính trước quốc hội từ hơn một năm qua rõ ràng là ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra là con người yếu kém trong lĩnh vực điều hành nền kinh tế cả đất nước nói về gói kích thích nền kinh tế ông Nguyễn Xuân Phúc phê phán là đảng và nhà nước đã có chủ trương xử lý một số vấn đề thấy được khó khăn của doanh nghiệp người lao động. Tuy nhiên, việc triển khai các gói hỗ trợ rõ ràng là chậm. Phải nói rằng những vấn đề về kinh tế gần đây, về bất động sản, chứng khoán đang rất phức tạp. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tắt nước theo mưa. Ông cho rằng vừa qua có nhiều yếu tố tác động khiến thị trường chứng khoán đã bốc hơi rất mạnh. Chứng khoán là kênh huy động vốn rất quan trọng, nhưng gần đây xuống rất nguy cơ hiểm, mất hơn 50 tỷ đô la trong thời gian rất ngắn trong khi vốn FDI vào mạnh nhưng cũng chỉ đem vào sản xuất có trên 10 tỷ đô la mà thôi. Điều này có thể cho thấy rằng cần có những biện pháp tốt hơn, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt hơn nữa thì mới có thể ổn định được kênh này. Đối với doanh nghiệp hiện có hai kênh quan trọng, một là tín dụng, hai là trái phiếu. Trái phiếu bản chất không phải xấu, chỉ có điều chúng ta điều phối, kiểm soát thế nào cho nó tốt ra bởi những thị trường vốn này rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi phê phán ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước đứng trước Quốc hội. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng từng trải qua vị trí thủ tướng. Ông Phúc biết thọc vào điểm yếu nào để phơi lên sự yếu kém của đối thủ chính trị của ông. Tức là ông Nguyễn Phạm Minh Chính có lẽ đây là tiếng gáy yếu ớt của ông chủ tịch nước hữu danh vô thực dù cho ông phúc có chỉ trích như thế nào thì cũng khó mà lay chuyển được ông phạm minh chính bởi thế và lực của ông phạm minh chính đang rất mạnh